Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị căn bệnh teo cơ tay phải bẩm sinh từ nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990 ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, đã vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện ước mơ lập nghiệp với nghề thêu tay truyền thống. Trong căn nhà ấm cúng của đôi vợ chồng trẻ và cùng chính là nơi đặt cơ sở thêu truyền thống của gia đình, Hà chia sẻ, mình bén duyên với nghề thêu từ hồi còn học cấp 3, nên khi xác định không thể học lên đại học, Hà quyết tâm gắn bó với nghề thêu tay truyền thống vì thấy phù hợp với khả năng và đam mê của bản thân. Ngoài theo học tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật tỉnh, Hà còn tìm đến những nghệ nhân có kinh nghiệm để học thêm. Đặc biệt, đồng hành với Hà trong suốt quá trình phát triển nghề thêu tay truyền thống là sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ cả cấp hội phụ nữ. Cơ duyên mà mình đến với nghề thêu tay truyền thống là bản thân là có tính đam mê nghệ thuật, nên chọn nghề thêu. Thêu là một mang tính nghệ thuật rất là có giá trị và có nhiều tính văn hóa lớn, đặc biệt là ở Huế là có nhiều nét đẹp truyền thống, nên mình theo đuổi nghề thêu. Và cơ duyên thứ hai là được sự quan tâm của các hội liên hiệp phụ nữ, đặc biệt là của phường, thì nhờ động lực của các chị em thì đã thôi thúc mình tham gia cái cuộc thi khởi nghiệp. Đó cũng là cơ duyên để mình phát triển và tạo cái nghề mang tiếng của mình cho nhiều người biết đến những sản phẩm của mình. Để tạo được chỗ đứng trên thị trường, bên cạnh duy trì các sản phẩm truyền thống, Hà còn thường xuyên nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao như tranh thêu cao cấp, tranh thêu phong thủy, thêu trên sản phẩm thời trang, hàng lưu niệm, thêu trên xương lá bồ đề. Đây cũng chính là dòng sản phẩm đem lại cho Hà giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023. Và theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, dự án thêu tay truyền thống Thanh Hà không chỉ có tính thương mại mà còn mang tính cộng đồng cao, bởi sản phẩm được làm ra từ mảnh đời yếu thế. Trước đây tôi cũng là nghề thêu, nêu thêu kimono. Sau thời gian có con nhỏ mà biết tới chị Hà để mà xin nhận hàng về nhà làm, phải có thu nhập thêm. Rồi cũng có chị vẽ những cái cách thêu hiện đại thì để cho nâng tay nghề cao hơn. Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến Hà để xin học nghề. Không những kiên trì chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ, mà Hà còn dạy nghề miễn phí cho tất cả những học viên khuyết tật có nhu cầu. Từ khi mở cơ sở đến nay, Hà đã dạy nghề thành thạo cho gần hàng chục học viên, và tất cả họ cũng đang nhận thêu trên những sản phẩm từ cơ sở của Hà. Trước đây thì tôi cũng làm nghề thêu ở trên Huế, nhưng mà do công ty có gián đoạn một thời gian, công việc trở ngại, thành ra tôi đã nghe từ một người bạn giới thiệu, đó là chị Thanh Hà thêu ở đây và dẫn tôi về đây để là giới thiệu với chị Thanh Hà. Thì tôi cũng về đây rồi thì tôi cũng vừa làm mà cũng vừa học thêm, tại vì chị Thanh Hà có nhiều mẫu rất là hiện đại, rất là đi theo thời hiện đại, là nói chung là mẫu mới, thành ra tôi cũng làm và học hỏi thêm. Trong và cũng có thêm là tôi làm ở đây rất là phù hợp với gia đình tôi, bởi vì tôi vừa có con nhỏ, tôi vừa lo cho con cái. Bản thân mong muốn là nghề thêu tại cơ sở của mình là sẽ có mở rộng cái cơ sở rộng hơn và có được sự kết nối giữa nhiều doanh nghiệp hơn và mở ra một cái cơ sở để đặc biệt là đào tạo nghề cho phụ nữ yếu thế, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật như bản thân ha. Dù là chị không may mắn có một cơ thể lành lặn như bao người phụ nữ khác, nhưng mà chị đã nỗ lực vượt lên chính mình để xây dựng mô hình. Thì mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả khi mà đào tạo nghề miễn phí cho nhiều phụ nữ nông nhàn, khuyết tật và nhiều trẻ em. Mô hình đã góp phần tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Thì thực sự mô hình không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong thời gian đến thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho chị Hà trong việc xây dựng và phát triển mô hình. Đồng thời thì hội phường cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhiều chị em phụ nữ mạnh dạn hơn nữa trong việc học hỏi và xây dựng các cái mô hình tương tự như vậy. Với sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ, những sản phẩm thêu tay truyền thống của Hà ngày càng lan tỏa và đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Điều đó đã giúp cô gái khuyết tật sống khỏe với nghề, với đam mê của mình. Và thật đáng quý, đáng trân trọng khi Hà đã không ngại gian đôi tay bé nhỏ của mình để dìu dắt những mảnh đời khiếm khuyết như mình cùng vững bước trên hành trình phía trước.